Alo, thân chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong một cái video clip tiếp theo của kênh Mr. Làm Channel. Thì rất là vui khi mà hôm nay được chia sẻ với quý vị một cái mẹo trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bây giờ mình có một cái qua nước. Qua nước này nó đã bị hỏng rồi nè quý vị. Đó là khi mà mình gắn vô đây nè, mình gắn vô mà giờ nó bị gì rồi mình không có xài được nữa, thì mình vứt đi thì nó cũng hơi phí. Thì ngày hôm nay mình xin hướng dẫn với quý vị là cái cách để mà tháo cái phần ống nó dính cái trong này ra để mình có thể xài lại cái này. Bên này là mình đã tháo rồi nè, tháo được rồi, mình đã chia sẻ với quý vị. Bên này là mình đã tháo rồi nè, ha, cái này nó đã dính vô rồi, chúng ta không có thể nào mà lấy vít mà khử ra được, cứng lắm quý vị. Rồi bây giờ đó là những cái công cụ cần làm đó. Đầu tiên là mình lấy cái keo dán nè, dán ống nước nè, dán ống nước, cái hộp quẹt, một cái cây vít và một cái cây kìm mỏ nhọn là được rồi quý vị. Kìm mỏ nhọn chỉ bấy nhiêu đây thôi. Và cái cách làm được thực hiện như thế này nè quý vị. Thì đầu tiên mình sẽ đó là tha keo vô này, tha cho nó hết cái vòng trong này ha, mình sẽ đổ keo vô, nắp keo ra mình sẽ đổ vô. Đổ nhiều nhiều quý vị. Giờ mình sẽ thoa đều lên hết cái. Rồi. Giờ mình sẽ thoa cho nó đều hết hết cái phần ống nước mà mình muốn lấy ra đó. Đặng chi vậy? Đặng mình đốt. À dạ. Đặng mình khi mà mình sau khi xong rồi đó thì mình sẽ đốt cho nó mềm ở trong á. Cái mục đích của mình là đốt cho nó mềm rồi mình sẽ dùng cái vít này nè, mình sẽ khử rồi mình lấy cái kìm mỏ nhọn mình sẽ là cắt nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ đốt không quý vị. Nó cháy rồi nè. Mình sẽ để xa ra chút, để dưới điện thoại lên nó hư cái điện thoại của mình luôn á. Đến khi nào nó mềm rồi thế, quý vị đợi mình chút ha, cho nó mềm. Che điện thoại lại để thôi cháy cái điện thoại, bỏ luôn điện thoại mình. Tắt rồi. Rồi cháy. Mình quý vị chờ mình chút xíu, khi mà nó mềm rồi mình sẽ quay lại ha, để cho quay lát cháy điện thoại luôn. Quý vị ơi, thì nó cũng đã mềm rồi nè quý vị. Mình cháy lon lỗ rồi nè. Rồi giờ mình sẽ thử nó ra nè. Sẽ thử nó ra ha. À dạ. Sẽ thử nó tạm thời ra, nó dính dữ lắm. Tại vì dán keo mà nó phải dính, khi mà nó có hơi nóng thì nó sẽ ra. Khử lẹ, lúc này mình phải khử lẹ một chút nha quý vị. À, dạ. Đó, nó đã rồi. Tới đây mình sẽ là xọt cái kìm mỏ nhọn vô và mình sẽ rút nó ra. Rồi ok, xong. Như thế chưa? Ok, đã xong được rồi nè. Có giặt nóng. Như thế, đây. Thành quả đây. Và mình sẽ xài lại được cái qua này. Qua này mua cũng mấy chục ngàn hả quý vị. Đó, đây là thành quả mình sau khi mình đã lấy ra xong được. Chỉ là một cái mẹo nhỏ vậy thôi mà chúng ta sẽ đó là sử dụng lại được cái đó là cái quanh nước của chúng ta. Đó. Quý vị cứ thực hiện theo mình ha, mình đã tháo được hai bên luôn rồi nè. Đó. Xài xong mình đã tháo được hai bên. Rồi, thì đó là cái cách để mà mình tháo cái quanh nước ra ha. Thì mong rằng nó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho quý vị. Thân chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các cái video clip chia sẻ tiếp theo của mình.